Rồi, ok. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lại chi tiết số 1 ha. Như mình đã nói ở bữa trước thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dựng 1, 7, 6 thôi. Tức là mình chỉ dựng 3 chi tiết thôi. Phần còn lại thì các bạn sẽ dựng. Rồi, ok. Khởi đầu là số 1 ha. Số 1 thì mình zoom lên ha. Rồi, đây là số 1 của mình. Dùng lên miếng nữa đi. Rồi. Được chưa? Ok chưa? À, chúng ta sẽ thấy là gì? Cái phi này sẽ là 86. Giờ ở trong nó có phi nhỏ là phi 25. Ở đây. Cái hình của mình. Ở mấy cái dành ở ngoài thì nó sẽ là 72.5 và 37.5. Thì giả sử đi. Giả sử trong trường hợp mà các bạn không biết cái này là cái gì hết. Đó. Thì các bạn sẽ dòm qua hình cắt thì các bạn sẽ thấy rõ ha. Đây là cái 86 nè, đây là cái 25 nè, rồi vậy cái 37.5 thì sẽ là cái thành ở đây, cái thành ngoài cùng này nè, 72.5 sẽ là cái thành chỗ này. Vậy thì cái 32.5 với 72.5 á, mình lấy số lớn trừ số nhỏ thì mình sẽ ra được cái chiều dài tổng thể của cái lỗ ngay chỗ này, của cái rãnh chứ, của cái rãnh ngay chỗ này. Rồi cái rãnh thì có độ dày là 4. Rồi, độ dày của nguyên cái này là 28. Được chưa? Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái gì? Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Đầu tiên là mình sẽ dựng một cái hình chữ nhật. Đó, dựng một cái hình chữ nhật. Rồi, mình sẽ vào một cái part ha. Nhưng mà trước tiên làm cái part á, thì các bạn sẽ làm cái gì cho mình? Các bạn sẽ chọn bình. Rồi, các bạn sẽ tạo ở một desktop là một cái folder. Ở đây thì mình sẽ ghi cái này là số 060006 đi. Thì mình sẽ đổi tên đó thành là 006. Được chưa? Rồi, ở trong đây á mình sẽ tạo một folder nữa mang tên là path. Đó là nó chứa những cái path của mình. Được chưa? Thì ở đây chi tiết đầu tiên của mình nó sẽ là cái gì đó thì mình sẽ tạo cái tên nó cho nó nè, cái path nè. Rồi mình sẽ lưu lại. Lưu lại vào trong cái folder 006 và vào trong cái phòng phát. Giờ mình đặt tên nó là 006 gạch 1 để mình biết đó, đây là chi tiết số 1 của cái cụm 006. Và sau này khi các bạn lưu file đó, các bạn cũng sẽ lưu theo thứ tự như vậy. Khi mình muốn làm một cụm lắp đó, thì bắt buộc các bạn phải có một cái folder chung. Được chưa? Các bạn phải có một cái folder chung. Đây, đây. Đây, desktop của mình nè. Đó, mình sẽ phải có một folder chung. Trong cái folder này á thì những cái chi tiết đơn á, tức nghe những cái khối nào mà dựng bằng phát á thì các bạn sẽ bỏ vào trong cái thư mục phát này. Rồi sau này nó sẽ có thêm là hình ảnh tham khảo, dạng hình ảnh, dạng PDF rồi các thứ thì các bạn sẽ nếu mà nó nhiều hơn 3-4 cái gì đó thì các bạn sẽ tạo folder và bạn bỏ nó vô. À, còn nếu nó ít, ví dụ như một cái như là cái bản vẽ chính thức á thì có một cái thôi. Và cụm lắp thì chúng ta cũng chỉ có một cái thôi. Thì chúng ta sẽ để ngoài hết. Ta sẽ để ngoài hết. Đó. Còn cái bản vẽ mà xuất PDF rồi thì chúng ta cũng để ngoài luôn. Và cái bản vẽ của định dạng Solidworks á thì mình cũng sẽ để ngoài đây. Hoặc là bạn chuyển đuôi thành DWG thì cũng sẽ ngoài đây. Vậy khi mà chúng ta mở folder ra một cái thì chúng ta sẽ có được cái PDF liền luôn. Mở cái PDF lên nhìn hình sẽ thấy liền. Hoặc là có hình tham khảo nhìn phát biết liền. Khỏi cần vô quét. Trừ khi nào mà chúng ta muốn chỉnh sửa gì đó thì chúng ta mới tiến hành vô path. Chúng ta chỉnh sửa số máy thì trong path này nó sẽ có số cho chúng ta. Rồi chúng ta sẽ quyết định là chọn số máy để chỉnh sửa. Và khi chúng ta vẽ xong á thì nó sẽ có cái phần miêu tả đây cho chúng ta. Để chúng ta có thể biết được cái chi tiết này là cái gì. Ok chưa? Rồi. Đó. Thì nguyên tắc là các bạn phải làm như vậy thì nó mới đúng. Còn các bạn lưu tùm lum tà la tại đây á thì chúng ta vẫn có cái phương án để chúng ta có thể gom tụi nó lại. Nhưng mà cái đó là dành cho những người cẩu thả thôi. Còn mình là mình muốn là các bạn chỉnh chu ngay từ ban đầu. Cho nên là các bạn sẽ tạo folder hết cho mình. Rồi bạn lưu lại. Rồi sau đó bạn tạo path và lưu ở trong folder như thứ tự như mình nãy giờ chia sẻ. Được ha. Rồi, bây giờ tới mặt ron nè. Rồi, mặt ron. Đầu tiên là mình sẽ dùng centerline vẽ ra một cái đoạn là 86. À không, đoạn là 28 hay nhiêu đó. Đúng không? Mình sẽ ra một cái đoạn nó tương ứng với lại cái
chiều dày của cái thằng này. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ vẽ một cái hình chữ nhật như thế này. Đó, một cái hình chữ nhật này nè. Đó. Hình đó hình phải hình chữ nhật không mình cũng không chắc nữa. Rồi. Vẽ ra hình chữ nhật. À, mình bắt đầu ghim kích thước ha. Ghim kích thước. Thì ở đây mình sẽ ghim là 25. 25. Rồi, ở đây thì mình ghim qua là 86. Rồi các bạn có thấy sự kỳ lạ không? Đó là tại sao khi mình ghim thì nó lại ghim hai đầu, trong khi đầu bên đây mình trống. Thì đó chính là tính năng của thằng SolidWorks dựa trên cái đường centerline này. À, bình thường các bạn sẽ nghĩ là centerline thì cái tác dụng duy nhất là dựng làm đường dựng, làm đường khuất, đường mờ này cái nọ thôi. Thì tác dụng chính của nó đó là tác dụng chính. Còn tác dụng thêm một cái nữa mà rất là ok đó chính là việc mà nó làm trục. Nó sẽ chỉ định làm trục và khi chúng ta ghim kích thước của một đối tượng nét thấy qua một đối tượng nét chấm gập, chúng ta có quyền double lên. Đó, bạn ghim một bên cũng được nè, đây là ghim một bên nè. Ghim hai bên nè, ghim hai bên thì kéo nó qua bên đây là mình sẽ ghim được hai bên. Đó, được chưa? Cái này rất là ok ha. Rồi, tại sao mình vẽ 28 ở đây? 28 đây là để mình quản lý cái điểm ở này, cho cái điểm này thẳng hàng với nhau. Là mình đỡ phải ghim cái số tại vì mình đâu biết số số bao nhiêu. Đó. Thì mình đỡ phải ghim. Đó. Rồi. Thì việc đầu tiên là mình dựng được như thế này. Ok chưa? Thì khi bạn dựng như thế này á thì có nhiều bạn sẽ nghĩ là mình sẽ vẽ thêm hai cái rổ ở đây luôn. Thì bạn revolve một lần lại ra luôn. Thì ok. Cái đó mình chấp nhận. Ok đúng, nhưng mà không cần thiết. Không cần thiết. Lý do là vì sao? Lý do là lỡ sau này đó bạn có thay đổi cái ổ này đi, thay đổi cái dòng cái bánh này đi thì bạn sẽ phải vào một cái tổng hả ha, mình gọi là cái tổng ha, tức là nó có nhiều cái hình dáng con ở trong thì nó là cái tổng, thì như vậy thì không hay. Theo như ý mình nha thì thằng số lưu này nó sẽ quản lý theo cái dạng nó là một sketch và một path, ở một sketch và một lệnh 3D. Họ tức nghĩa là một sketch đó chỉ đáp ứng cho nhu cầu của lệnh 3D đó thôi. Thì bạn có thể tái sử dụng nó lại nhiều lần. Nó sẽ hữu ích hơn là việc các bạn vẽ tất tần tật mọi thứ vô trong một sketch. Rồi sau đó bạn sử dụng nhiều lệnh 3D lên một cái sketch đó. Thì nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề lắm. Sau này mình chỉnh sửa là coi như là nếu bạn làm theo phương án đó đó. Thì các bạn hiện tại là không phải là dựng theo hình thức 3D. Mà các bạn đang lệ thuộc hoàn toàn vào cái biên dạng 2D ban đầu. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ bạn muốn chỉnh sửa cái gì đó thì bạn phải mở cái 2D ban đầu lên bạn mới chỉnh sửa được. Đúng không? Bạn phải mở cái 2D ban đầu lên nó chỉnh sửa được. Tại vì nó quá nhiều thông số. Và bạn chỉ sử dụng 3D lên một cái sketch duy nhất cho toàn bộ cái part của bạn. Thì sau này lỡ như bạn ràng buộc không kỹ, hoặc là cái ràng buộc của bạn nó chỉ đúng với trường hợp đó, còn cái trường hợp khác thì nó không đúng, thì khi bạn sửa sửa cái sketch đó thì nó sẽ sai, và sai này sẽ sai hoàn toàn lên trên path luôn, nó ảnh hưởng trực tiếp lên trên path hết tất cả mọi cái file, mọi cái dòng lệnh luôn. Thì lúc đó có phải là bạn làm một cái xong rồi bạn xóa hết tất cả không? Được chưa? Rồi, cho nên làm cái này á thì chúng ta chỉ nên là một sketch đơn giản nhất có thể ha, dựng hình 3D dựng cái nào cũng vậy á, càng đơn giản càng tốt, nhiều lệnh 3D cũng được nữa, nhưng mà nhiều lệnh nó phải hợp lý nha, nhiều lệnh nó phải hợp lý chứ không phải là muốn được mình la là nhiều lệnh là muốn sao không được, không có nha, nhiều lệnh nhưng mà nó hợp lý thì mình chấp nhận. Đó, còn trên tinh thần á là một sketch và một lệnh 3D là nó sẽ đơn giản nhất cho các bạn, dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện, dễ quản lý, không sẽ sai được ha. Rồi mình qua tab Revolve. Rồi sau đó mình nó tự nhận cái đường trục này luôn. Đó, tại vì nãy mình bấm vô đường trục đó. Rồi, mình click ok. Đó. Rồi. Mình click ok xong rồi thì bây giờ mình làm cái gì? Rồi, mình làm gì mình sẽ có hai cái, một là mình sẽ tiếp tục revolve cut. Còn bây giờ thì mình sẽ thể hiện trường hợp đơn giản hơn là mình sử dụng cái chút cut, tại vì mình có đường kính mà. Mình có đường kính của hai thằng này. Đó, mình có đường kính của hai thằng này đây, đó mình có đường kính của hai thằng này thì dạy gì mình không xài đúng không? Còn mấy cái vét 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 này nè thì nó sẽ là cuối cùng,
nó sẽ phát ở cuối cùng. Rồi, bây giờ mình sẽ có là đầu tiên là 32.5. Tiếp đến là 72.5. Được chưa? Rồi, đúng không? Ồ, 37, sorry. Rồi, mình sẽ thoát lệnh đi. Rồi sau đó mình chút. À, mình sẽ chút cắt chứ, sorry. Mình sẽ chút cắt. Rồi, mình cắt xuống là nhiêu? Cắt xuống là 4 ly. 4 ly. Rồi, break ok. Đó. Rồi, còn phần bên kia. Đối xứng bên kia thì mình dùng mirror được không? Thử nha. Thử nha. Mình sẽ dùng mirror ha. Rồi, mình sẽ chọn mặt mặt sorry, chọn mặt right chứ. Mặt right. À, thì bây giờ mình phát hiện ra là bây giờ do khi nãy á, khi nãy cái sketch khởi đầu của mình đó, mình không có cho nó chính giữa mà nó sẽ dồn về một phía này, không các bạn sẽ thấy không, dồn về một phía cho nên cái góc khởi đầu nó nằm bên đây, nó không có nằm chính giữa khối của mình. Đó là lý do tại vì sao mình yêu cầu các bạn luôn luôn để một mặt phẳng ở chính giữa để chúng ta có thể xử lý được vấn đề này. Đó, thì vấn đề này nếu nếu bạn không ngại á, thì mình có thể tạo một cái mặt phẳng phụ nằm chính giữa khối này rồi mình measure. Ok, nhưng cách của mình thì khác, mình sẽ đơn giản hơn là mình sẽ tiếp tục sử dụng một chút cách, mình sẽ lấy lại cái sketch này và mình sẽ dùng một chút cách. Nhờ bây giờ mình sẽ chọn trên cái phần prompt nè, mình sẽ chọn cái vị trí mà nó bắt đầu là từ cái mặt bên đây. Bình thường á, khi bạn sketch ở đâu thì bạn sẽ chút cách hoặc là chút ở đó, thì còn bây giờ thì mình sẽ chọn là cái mặt thì nó sẽ sketch nó vẫn ở đó nhưng cái mặt khởi đầu của nó sẽ là bên đây màu xanh lá này, rồi mình đảo chiều. Ok, dễ không? Đơn giản đó, đơn giản, cái nào đơn giản thì mình làm, cái nào quen tay thì mình làm được ha. Rồi từ từ mình sẽ cải thiện cái việc mà dễ nhanh hay dễ chậm. Rồi tiếp theo là toàn là filler chamfer thôi, chamfer 1 145 145. Rồi, chamfer 145 thì bây giờ mình sẽ bấm vào sổ mũi tên của Fillet ra, nó sẽ có dòng jumper. Rồi, mình sẽ jumper là 1. Đó, mình chọn cái cạnh ha. Đó, chọn cái cạnh. Rồi, coi kỹ là coi nó có cạnh gì nữa không. Cạnh cạnh lỗ. Cạnh của cái kia, không có cạnh này. Cạnh lỗ. Rồi ok. Rồi, tại sao cái lỗ này nó lại có cái vát nhỉ? Cái lỗ này có cái vát là đến chi nhỉ? À, cái lỗ này có cái vát. Mục đích của nó có cái vát là để nó đúc được cái ở đây nè. Đó, nó có cái cục này nè. Đúc cái cục này vô. Rồi nó có cái vát ở đây là để đúc cái miếng này vô. Còn chỗ này nó hoạt động gì không? Không có hoạt động gì hết nên không vát cũng được. Còn đây nó sẽ vát miếng, nó vát miếng là tại vì nó có liên quan tới cái độ ma sát của cái bánh này so với thực tế, nên cho nó vát miếng để tránh sắc nhọn. Ở trong đây thì chúng ta sẽ không đụng tới nhiều cho nên là nó không vát cũng được, còn ở đây bắt buộc phải vát tại vì nó sắc cạnh đó, nó sắc cạnh, được chưa? Rồi ok, vậy là xong chi tiết đầu tiên đó, các bạn sẽ lưu lại, lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ép cái màu cho cái thằng này. Thì ví dụ như cái màu này là màu cái mặt màu xanh, cái mặt màu xanh này màu xám màu nâu đi. Rồi thực hiện nha, thì nó hơi cực công của các bạn tí, nếu các bạn thích màu mè như vậy đó, thì nó hơi cực công tí. Thế là mình sẽ bấm vào cái ô mà có cái viết chì có màu nè đó, giờ mở tab bên trái thì các bạn xóa này đi, xóa cái này, chọn cho mình cái mặt, chọn cái mặt. Rồi mặt thì các bạn ví dụ như bạn muốn tất cả các mặt ở đây là nó màu xanh đi thì các bạn phải chọn hết tất cả các mặt này, rồi chọn qua bên đây luôn, chọn qua bên đây đó. Vì mấy cái vát này thì mình tạm thời mình bỏ qua đi ha, mình sẽ không chọn cái vát. Đó, mình sẽ không chọn cái vát thì mình cho nó là màu màu xanh này đi. Ô này màu tím. Ok, màu xanh. Đó.
chưa? Nó sẽ chọn theo mặt. Đây, chọn theo mặt. Ha, vậy cái màu này là cái màu ở giống như là bạn sơn thôi nha, chứ nó không phải là vật liệu. Vật liệu là khác nào á. Vật liệu là chúng ta có cái dòng material ở đây nè, để ta add vật liệu vô. Đó, hoặc là các bạn bấm vào cái cục này á, thì cái bên trái là cái bên sơn màu, còn cái bên phải á là nó sẽ có vật liệu nè. Appearance sổ ra nó sẽ có vật liệu. Thích cái nào thì cầm chuột trái kéo nó vô trong khối này là được. Nhưng cái màu và cái vật liệu nó có thể đi cùng với nhau là tùy thuộc vào tính chất của cái vật liệu đó. Bạn có thể tham khảo ở ngoài coi vật liệu đó có màu gì để mình bỏ vô cho nó hợp lý. Chứ không phải là màu nào cũng được nha. Chứ không phải là bạn gỗ bạn đem màu nâu, bạn bỏ vật liệu gỗ vô xong các bạn muốn cái gỗ đó trở thành màu đen, trở thành màu trắng. Thì nếu mà gỗ là gỗ dán ép công nghiệp thì được. Nhưng mà còn nếu mà gỗ tự nhiên thì không được. Gỗ tự nhiên bạn sơn lên bạn sơn lên thì phải sơn đậm dữ lắm nó mới ok được hả, hiểu không? Nên nói chung á là giữa sơn bên tay trái và vật liệu bên tay phải thông thường á ít khi nào mà người ta cho nó đi cùng với nhau lắm ha, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến tổng thể của sản phẩm đó. Người ta sẽ thắc mắc là ủa cái màu đó đó vật liệu có làm được cái màu đó hay không mà mình bỏ cái màu đó vô. Nhưng mà nếu bạn nói là đây chỉ là một cái màu để ta đánh dấu cái mặt, người ta chỉ định cái khối thôi thì ok, không sao hết đó. Nhưng mà bạn nếu bạn nói là tại cái màu vật liệu nó vậy thì người ta sẽ chất vấn bạn là thực tế là vật liệu đó có cái màu đó hay không, được chưa đó. Cho nên là thường đó là nếu mà mình sơn ở đây rồi thì mình sẽ không thêm vật liệu ở bên tay phải nha. Rồi cái đó là để cho các bạn thôi, còn các bạn muốn thêm thì các bạn thêm thôi đó. Việc đúng sai là sẽ do các bạn quyết định, hay đúng sai là do các bạn quyết định và do các bạn lựa chọn ha. Rồi tiếp tục ha. Mình phải xóa này đi, mình chọn như cái mặt. Lần này thì mình sẽ chọn như cái mặt jumper, những cái mặt mà mình jumper ha. Đó, những cái mặt mình jumper thì mình sẽ chọn màu đỏ, màu đỏ. Đây, ok chưa? Đó. Rồi, được chưa? Ở chỗ này màu mè quá hẹ luôn, cho cái này thành màu sáng, màu trắng, màu xanh gì đi. Delete đi, chọn cái mặt này, cho nó màu xanh. Xanh này không ngon vậy. Này. Rồi, đại khái là nó màu mè quá hẹ như vậy. Rồi mình sẽ save lại. Save lại. Ok chưa? Đó là mình sẽ có chi tiết thứ nhất. Được ha. Rồi, ok. Vậy khi mà mình mở cái file folder của mình lên đó, thì mình sẽ có chi tiết thứ nhất nè. Đó, nó sẽ lưu vào cho mình. Nếu các bạn không có cái bảng này á, thì các bạn sẽ bấm vào phần view và chọn là review band cho mình. Để nó có thể hiện góc bên phải của các bạn là cái chi tiết sản phẩm. Còn không á, nếu bạn tắt cái này rồi á, thì các bạn có thể lựa chọn cái view á, là lạc icon. Lạc icon để bạn phóng lớn cái icon của cái sản phẩm lên cũng được. Đó, còn mình thì mình sẽ xài cái này, mình sẽ xài view review band. Đó, để cho nó dễ dàng. Được ha. Rồi chúc các bạn thành công ha.